Đây là con ghẹ của như thế là cắt bà nha, đấy, nó hạn sống, đấy, ghẹ rất là ngon, con ghẹ to chưa? Em đã làm sạch, em bóc yếm này, đấy, chuẩn bị cho vào nồi luộc này. Các bác thấy con ghẹ ngon không? Đấy. Con này mà uống với rượu Ba Kích Thức Hoài thì thôi gì chỉ có tuyệt vời các bác nhé. Đấy. Đây, em mua có 3 con mà mua 1,5 cân. Đấy, đây 1 con này. Đấy. 2 con này. Đấy, nó vẫn sống, đang cho nồi, em làm sạch cũng cho nồi. Đấy. 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 Em làm sạch hết rồi nhé, đây em cạy yếm. Đấy. Đấy, nó đang bò. Đấy, chuẩn bị em cho nồi em luộc. Luộc cái này xong lấy cái nước này nấu canh ngon lắm các bác nhé. Đấy, nước ghẹ này mà nấu canh rau muống thì thôi thì chỉ có tuyệt vời các bác ạ. Đấy, cái nồi to này mà em đưa vào nó còn kích càng này. Đấy, các bác thấy ghẹ ngon không? Đấy, các bác nào mà còn muốn nhu cầu uống rượu Ba Kích với ghẹ thì cứ để lại số điện thoại nha. Em là bên công ty rượu Ba Kích Thức Hoài, đặc sản Quảng Ninh. Rồi, xin chào, chúc các bác một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha.